Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố, tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố, tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng. Bánh mì bố xin kính chào quý khách. Bánh mì bố, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Với thực đơn đa dạng phong phú như bánh mì thịt nướng, gà nướng, bò nướng, pate trứng, xúc xích Đức. Ngoài ra, còn có các loại pizza tươi và đồ chiên rán chế biến tại chỗ như pizza bò, pizza truyền thống, pizza xúc xích, gà rán kiểu bơ con, ngô chiên bơ, khoai lang lúc lắc. Và không thể thiếu là các loại đồ giải khát như sữa ngô, sữa đậu, chè bưởi và các loại chè thập cẩm kiểu Thái. Bánh mì bố cam kết nguyên liệu tươi chế biến sạch. Bánh mì bố tiêu chuẩn 5 sao sẵn sàng phục vụ. Chúc quý khách ngon miệng.